Ok, chào anh em. Thì hôm nay mình tiếp tục cập nhật cho anh em chính sách giá và ưu đãi mới của dòng xe Toyota Fortuner 2019. Bên cạnh đây là bên cạnh mình đây là chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản 7 chỗ số sàn. Thì Toyota Fortuner thì nó sẽ có rất là nhiều bản, tổng cộng là 6 bản. Anh em sẽ có 3 bản máy dầu, 3 bản máy xăng. Máy dầu bản thấp nhất là bản máy dầu số sàn một cầu máy 2.4, giá anh em biết là 1.033. Tiếp đó là đến bản máy dầu số tự động, máy vẫn 2.4 một cầu, 1.096.000. Bản cao nhất và đắt tiền nhất của Fortuner là bản máy dầu 2 cầu 2.8, 1.354. Máy xăng thì sẽ có bản máy xăng 1 cầu 2.7 là 1.150. Bản máy xăng Sportivo ấy là 1.199. Bản máy xăng 2 cầu, bản đắt tiền nhất của máy xăng là 1.236.000. Đấy là giá niêm yết của xe. Anh em lấy xe thời điểm trước ngày 30 tháng 10, anh em sẽ được hỗ trợ 50% hỗ trợ chi phí trước bạ. Với ví dụ mình sẽ ví dụ với con số sàn này thì anh em sẽ được hỗ trợ khoảng 90.000, coi như hỗ trợ luôn tiền thuế trước bạ rồi. Anh em sẽ được hỗ trợ luôn tiền thuế trước bạ rơi khoảng 90.000, cộng thêm một cái thẻ dầu 10.000 nữa. Đấy là hỗ trợ chính của Toyota Việt Nam. Ngoài ra anh em sẽ vẫn còn các hỗ trợ thêm của đại lý, thì nó sẽ tùy từng đại lý khác nhau. Với bản số tự động anh em sẽ được hỗ trợ 50% phí trước bạ, mà số tự động một cầu ấy, máy dầu sẽ được 50% phí trước bạ, nó rơi tầm khoảng 60.000. Bản số tự động 2 cầu thì nó sẽ được hỗ trợ tầm khoảng hơn 80.000 phí trước bạ. Bản máy xăng, các bản máy xăng thì sẽ được hỗ trợ là tầm khoảng 40 triệu tiền phí trước bạ. Đấy là cái mức giá niêm yết và hỗ trợ chính từ Toyota Việt Nam. Ngoài ra anh em lấy xe có thể gọi ra số hotline của mình ở dưới để có được cái mức hỗ trợ cụ thể của đại lý. Ngoài ra lấy Fortuner anh em sẽ được có mức lãi suất rất là thấp, nó rơi tầm khoảng 0.33 đến 0.7%, tùy theo cái tình hình tài chính và khả năng chứng minh tài chính của anh em. Anh em vay được 8 năm, anh em vay được 7 năm, tối đa là đến 90% giá trị xe. Nhưng trung bình thì ngân hàng sẽ chỉ cho anh em vay tầm khoảng 80% thôi. Thì nếu có nhu cầu lấy xe Fortuner, tất cả các phiên bản hoặc là hỗ trợ về tài chính, anh em thể gọi theo số hotline của mình. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, rất mong anh em ủng hộ kênh của mình.